Dạ thôi thôi chào cả nhà mình nha. Sơ sơ chào cả nhà mình luôn nha. Cả nhà ơi, hôm nay không biết Su Su làm cái món gì cho Thơ ăn mà thấy chuẩn bị gì tim gan thèo khỏi em lum lưa nè. Dễ mà em ơi. Tim không à. Với lại ở đây có cá nè, cá này thì ăn được nè. Kho tiêu là nhức nách luôn. Thì hôm nay Su làm món gì vậy? Thì hôm nay Su sẽ làm cái món gọi là em cũng chưa biết là cái gì luôn á. Em đoán đúng một món này nè, món kho nha, cá cơm kho. Còn cái này cái món mà em biển đã thấy ghê nha, là tim gà. Tim gà xào cần tàu nha. Rồi, được. Ok. Rồi, cùng Su làm nha. Bắt cái chảo lên, để miếng dầu vô. Quay qua bằm tỏi nhanh lên. Quay qua bằm tỏi, em phải nóng nha. Rồi, bây giờ Su đập tỏi để vô chảo rồi cả nhà. Để liền liền vô được, nóng rồi đó. Nó rớt tá lả luôn rồi heo ơi. Quá trời quá đất. Quá trời quá đất rồi. Cái chảo nó nóng lắm rồi kìa. Nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên. Xào trước nha cả nhà. Ram cái phần tim gan đó trước ha. Đúng rồi. Cái đó gọi là gan nha. Ờ. Rồi nhanh lên. Rồi. Rồi cho vô liền. Quá trời nó nóng luôn rồi. Xèo xèo ăn bánh xèo. Không phải ăn bánh xèo. Đang ăn phèo. Không có phèo nghe, tim. Nó vàng được không cả nhà. Nhưng nó kép á. Giờ Su sẽ cho thêm gia vị nha cả nhà. Cho một miếng dưa hào, xíu chân cà, xíu chân ớt, xíu đường, xíu muối, ít thôi nha, muối ít thôi. Xíu bột ngọt, ngọt muối hạt nêm nha. Đây, chậm lên. Cho cần tàu vô nha cả nhà. Sắp xong món này đó. Nhanh gọn không? Nhanh, đơn giản. Dễ làm luôn nha cả nhà. Dễ làm luôn nha. Trời ơi, bà Hạnh vô đây nhé. Lên dĩa được cả nhà ơi. Em sẵn dĩa rồi á. Su thì cho miếng dầu với lại đường. Làm nước màu xíu mình coi nha. Lên màu rồi cả nhà ơi. Su phi tỏi luôn nha. Thơm tỏi luôn rồi đó. Cho cá vô luôn. Thêm nha, xíu đường nha,
xíu nước nha. Mắm luôn nha. Chín rồi cả nhà ơi. Để hành nữa là lên là ăn được rồi đó. Đây, cơm đã xong rồi đây cả nhà ơi. Bây giờ thôi mời cả nhà cùng thôi thưởng thức bữa cơm chiều nay nha. Xui xui mời cả nhà mình luôn nha. Dịnh nó rửa ra cho xui đi heo. Đầy chén luôn nha. Đầy chén luôn. Chăm chăm. Trăm phần trăm. Rồi dịnh nó bữa em đi. Ok. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn rồi. Rồi mời cả nhà nha. Để thôi mời cả nhà nha. Ăn miếng đường xào lắm rồi. Xào xù xù. Em thích cái cần tàu này, nó thơm thơm. Có cà chua nó chua chua cả nhà, nó đỡ ngán, nó ngon nữa. Em vừa ăn đó. Dạ nha. Được. Dạ, có được chứ. Làm dâu được đó. Ăn miếng chim đó nha. Làm dâu ai bây giờ? Ai tiễn dâu để Su Su về làm dâu cho nè. Cá này ngon quá ta. Em hết rồi nha. Ngon gì vậy? Cho miếng đi. Bé ăn giỏi quá. Thưởng cho bé chén nữa. Này cơm có cơm cháy không? Ê, có nha. Cơm cháy nè. Cơm cháy dưới cầu quẹt nha. Nhấc cái nách nè. Nhấc cái nách luôn. Nè. Rồi sẵn rồi bế cho xu luôn đi. Nhưng mà cơm cháy này nó chưa có giòn. Còn vàng, mới vàng ha. Chưa khô. Ăn trái chim, trái tim chưa? Em ăn rồi, nó còn dần giòn. Dần giòn ha. Cái này mà có trứng non cả nhà, cũng ngon lắm luôn. Chấm này thử rồi. Đúng rồi. Không khớp rồi. Không khớp ý với bé à. Chan vô cơm là ngon nha. Chan không? Có chan chưa? Đỡ tốn biết là bao nhiêu. Cái gì chấm vô khó khó nó mất tiêu mũi hết trơn à. Ăn không này mới ngon nè. Hai cái ngon mà cộng lại là nó thành cái dở luôn. Ăn nhiều thấy quá mới thấy nào ngon nha. Đúng rồi. Thì hồi nữa mình làm một món thôi. Hợp lý. Nó ngon là nó ngon luôn, nó dở là nó dở luôn.
quá no và quá ngon cả nhà ơi. Ủa vậy là hết cơm nữa ha. Hết cơm rồi. Giết luôn. Còn ngon luôn á. Chắc tiếng là hết cơm rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh ủng hộ cho hai đứa nha. Còn bây giờ hai đứa tạm biệt cả nhà, đi vô trong nấu cơm ăn tiếp.